được vào tướng quân. Xin gửi thầy, tôi ái mộ tướng quân là bất kỳ tài trong thiên hạ nên coi giúp thôi. Xin chào tướng quân. Em đợi lâu không? Lâu thế mà, bắt đền anh đó. Được rồi, anh sẽ đền cho. Tốt, cô chụp giỏi lắm, rất đầy đủ toàn bộ kế hoạch đảo chánh giả của Ngô Đình Nhu. Nếu không cần gì ở tôi nữa, tôi xin phép về. Hãy khoan, còn cuộc phim thứ hai. Cuộc phim thứ hai à? Đây chỉ là cuộn phim in lại, còn bản chính của định bán cho gã đầu bạc đâu. Thì ra ông đã biết hết. Trong trường hợp này tôi đành phải... Cô định giết tôi à? Xin lỗi ông, tôi không còn cách nào khác. Má他去，不要留下现场，钱是你的，去。Anh Thổ, có người muốn gặp anh, đang đợi ngoài xe anh đó. Ông muốn gặp tôi? Xin lỗi, tôi chưa được biết ông. Anh Thổ, anh không nhận ra tôi à? Nghe tiếng nói thì đúng Latin. Anh là Tống Văn. Đừng gọi tên tôi. Tôi cần nói chuyện với anh. Và chỉ với một mình anh thôi. Vậy chúng ta đến phòng trà của bà xã tôi đi. Ở đó có dễ bị chú ý không? Anh yên tâm, phòng trà của bà xã tôi đặc biệt toàn bọn mẻo, không có người Việt Nam, trừ những người do tôi đưa vào. Đó là hợp đồng giữa chúng tôi và phái bộ quân sự Mỹ. Phòng trà lấy tên gì? Thi Club. Tình những quá khe khiến cho đời ta đau tôi thà lòng, vì yêu ai mà lòng hằng nhớ. Năm tháng trôi lạnh lùng, tình đó nhắc nhớ luôn đến ta tình ai, nhớ cả một trời tình yêu kia mà lòng nào quên. Anh muốn gì? Bia nhé. Cho tôi coca đi. Một coca, một Heineken.
nhớ con bé này chứ. Diệu Tâm, em gái anh, nó chết rồi. Một ngày ai theo tim ta, là tình yêu kia ly tan, mà lòng vẫn thương vẫn nhớ. Tình đó khiến tôi lòng ta đau, rồi với bao ngày lặng lẽ hơn nỗi đau trong lòng người. Sau khi giết chết em tôi, chúng còn buộc tôi phải lên đài phát thanh nói là em tôi tự tử vì tình. Đúng như em tôi đã từng nói, thật là một chế độ thối nát. Không chịu đựng được nữa, tôi đã đặt chất nổ cho nổ tung ti công an cảnh sát. Và bây giờ là ở đây, tôi cần sự giúp đỡ của anh. Chúng nó đang lùng tôi, vì vậy tôi mới phải cải trang. Giúp anh là bổn phận của tôi, nhưng ở cương vị tôi, sự giúp đỡ có hạn. Tôi đang nghĩ đến một người có đủ quyền lực để giúp anh trọn vẹn và an toàn nhất. Đó là sếp cũ của chúng ta. Anh nói đến ai vậy? Đại tá Nguyễn Thành Luân. Tôi à? Đúng, chỉ có anh mới làm được. Như anh biết, Hoa Kỳ đã có viện trợ và chúng ta đang rất cần tiền, càng nhiều càng tốt. Sợ gì, tôi nói chỉ có anh mới làm được. Vì ngoài tài chỉ huy ra, anh còn có rất nhiều đàn em giỏi. Thì ra anh vẫn cho người theo dõi tôi. Theo dõi thì không, nhưng tôi cần phải biết tất cả những gì liên quan đến anh. Tình hình đã lắng dịu và tôi cần anh giúp tôi việc này. Tôi chưa được biết việc mà tôi sẽ phải làm. Anh sẽ biết sau khi chúng ta xem một vài đoạn phim. Chiếu đi. Dạ. Đây là vùng Tam Giác Vàng, một khu vực nằm trên tạ ngàn sông Saluen. Con sông bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng chạy qua Tây Vân Nam, Đông Miền Điện, đổ ra Ấn Độ Dương ở vịnh Mát Tô Băng. Có độ cao hơn 1.000 thước so với mặt biển, là giáp giới của ba nước Miền Điện, Lào và Thái Lan. Vùng này là một trung tâm sản xuất thuộc phiền, gồm nhiều tộc dân cư trú như Thái, Mông, Tàng, Miếng, Mèo, Dao, v.v. Và đây là cây anh túc, loài cây thân cọ sống hàng năm, thân thẳng đứng, cao từ 1 thước đến 1.5 thước, mọc ở vùng khí hậu ôn đới. Khi cây trưởng thành có một nhánh chính và từ 6 đến 12 nhánh phụ. 3 tháng sau, mỗi nhánh ra một bông hoa màu sắc rực rỡ, đi từ trắng đến tím hay tía. Trong đó loài màu trắng là thứ phổ biến nhất để cung cấp nhựa. Cánh hoa rụng dần để lại một quả màu xanh như quả trứng gà. Mỗi cây mang từ 7 đến 8 quả. Khi quả bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt, người ta dùng một thứ dao riêng có nhiều lưỡi nhỏ, rạch những rạch song song lên vỏ quả. Các giọt nhựa trắng sẽ chạy ra theo đường rạch và quấn lại rất mau để biến thành màu nâu đen. Đó là nhựa thuốc phiện. Có bao giờ anh nghe nói đến một người dân đảo Cọt tên Bon Aventure Francisci không? Nếu tôi không lầm thì hắn là tay trùm buôn lậu quốc tế, đội lớp giám đốc hãng hàng không Hoàng gia Ireland. Anh sẽ phải gặp hắn. Đây là hình Francisci. Và việc mà ông Nhu giao cho anh làm là buôn lậu thuốc phiện à? Không phải buôn lậu, mà điều tra xem tại sao hai chuyến hàng do người của Nhu chuyển từ bản Hui Then về đồn Nam Sọt đều biến mất. Cả người lẫn thuốc phiện không để lại dấu vết gì.